Sao Hoàng Nhật Đồ Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy lọc không khí Panasonic FVG50. Con này là tương đương với con VG70 nhưng mà nó là nhỏ hơn thôi ạ. Thiết kế giống như VG70 các bác nhé. Màu đen bóng. Con máy khá đẹp luôn, thiết kế mẫu mã rất đẹp. Nếu mà nói về dòng nhỏ tại thời điểm con này ra mắt thì nó là tương đương với phân khúc VG70 cao cấp nhất, VIP nhất, có đầy đủ cảm biến ánh sáng. Đấy, cảm biến ánh sáng này thì chỉ những phân khúc cao cấp thì mới có thôi. Khóa trẻ em hẹn giờ, báo phần trăm độ ẩm, công nghệ Econavi, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc, 3 chế độ lọc không khí và bù ẩm riêng biệt. VG50 giá rất hợp lý các bác nhé. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 30m2 trở lại. Màng thì em thay mới luôn nhá. Đây, màng mới tinh các bác nhé. Màng mới tinh. Đã đấu điện 220V bên trong rồi. Đã đấu điện 220 các bác nhé. Đây. Con này em bán là 2,5 triệu. Giá giờ này lọc khí tốt quá. Giá cực tốt luôn. Con này cũng thời điểm những lúc trước Tết 3,5 triệu các bạn ạ. 3,5 triệu nhé. Đấy, thế mà bây giờ 2,5 triệu này, lọc khí đợt này giá tốt quá, các bác nào tranh thủ mua đi ạ. Năm ngoái cái đợt mà bị mấy cái phần đấy nó sốt xịch xịch giá lên, nhưng đến năm nay giá quá tốt rồi. Máy đẹp quá, 2,5 triệu, bác nào lấy bác liên hệ nha. Chào các bác.